ánh sáng đức tin không tắt dần trong bức tranh Thiên Cộng Hòa. Và rồi chính trong đức tin này đã tạo thành một bức tường vững chắc bảo vệ mỗi tín hữu của Mục Giáo Xứ chúng ta. Chính trong đức tin này mà chúng ta cần phải thực lễ tạ ơn để cầu nguyện cho cha xứ mới của chúng ta, cầu nguyện cho các vị tiền nhiệm đã coi sóc hai giáo xứ. Chúng con trân trọng kính mời quý cha và cộng đoàn Nam Quảng. Giờ đây chúng con trân trọng kính mời cha Phêrô Vũ Ngọc Tuyền công bố văn thư bổ nhiệm của đức cha Roma giám mục giáo phận Bùi Chu. Tòa giáo mục Bùi Chu Xuân Ngọc Xuân Trường Nam Định thư bổ nhiệm. Đức cha Roma Vũ Đình Hiệu, nhờ ơn Thiên Chúa được Tòa Thánh đặt làm giáo mục Bùi Chu, sau khi đã tham khảo ý kiến và cân nhắc chiếu theo giáo luật điều 523 và các điều liên quan, bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Trung làm cha xứ giáo xứ Đồng Quý, Xuân Hồng, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng Nam Định. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria vô nhiễm ban ơn hợp ơn trên cha trong chức vụ này để giảng dạy, thánh hóa và quản trị giáo xứ theo tinh thần Chúa Kitô về mục tử nhân lành. Bùi Chu ngày 27 tháng 11 năm 2020, Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục Bùi Chu. Chúng ta cùng hân hoan chào mừng cha đại diện của Đức Thánh Cha và đại diện của cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, linh mục là người được Thiên Chúa thánh hiến để rao giảng tin mừng và cử hành các hầu nhiệm thánh, nhưng các ngài chỉ có thể chu toàn nhiệm vụ cao trọng đó trong sự nghiệp không chặt chẽ với đức tin tông truyền và huấn quyền hội thánh. Đó là ý nghĩa lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành mà cha Tân Chánh Xứ công khai đọc lên. Chúng con kính mời cha Minh Sơn tiến ra trước bàn thờ để đọc bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Tôi linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Trung với đức tin vững vàng, tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh Thiên Kính sau đây. Tôi tin linh mục Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin linh mục Chúa Giêsu Kitô Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra và không phải được tạo thành. Đồng bản tín nguyện Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã trở thành trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu cô hình và mai táng thời Pontius Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngựa bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và đã ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha với Chúa Con và ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã sống các tiên tri và phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xin có một phép lời để tha tội. Tôi cho đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin vững vàng, tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong lời Thiên Chúa dưới hình thức thánh kinh và thánh truyền, và mọi điều mà giáo hội dạy phải tin như đã được Thiên Chúa mặc khải khi giáo hội dạy như thế, và một phán quyết long trọng và bằng giáo hội thông thường và phổ quát. Tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều và từng điều do xã hội xác quyết liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý. Hơn nữa, bằng sự khôi phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí,
Tôi chấp nhận những giáo lý dẫn giáo hoàng hoặc giáo hội đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức dù không có ý định giải quyết. Tôi lấy một kinh sơ Nguyễn Văn Trung, khi lãnh nhận nhiệm vụ cha xứ giáo xứ đồng quý này, hứa sẽ luôn bảo vệ sự nghiệp thông với giáo hội Công giáo bằng lời nói và việc làm của tôi. Tôi sẽ rất cẩn thận và trung thành trong toàn trách vụ đối với xã hội toàn cầu cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ tại đó theo giáo luật quy định. Khi chu toàn nhiệm vụ ủy thác cho tôi nhân danh xã hội, tôi hứa sẽ giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành, kho tàng đức tin. Vì thế tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái ngược lại. Tôi sẽ tuân hành cố bỏ kỷ luật chung của giáo hội toàn cầu và sẽ tuân thủ tất cả luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật. Trong tinh thần tuân phục khi tôi hữu, tôi sẽ tuân theo những điều các vị chủ trang trại công bố với tư cách tiến sĩ và đại diện chính thức về đức tin hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giáo hội giáo phận để công việc công đồ được thực hiện nhân danh và sau uy nghiêm của giáo hội trong sự hiệp thông với giáo hội. Giờ đây chúng ta tiếp tục cử hành thánh lễ, kính mời toàn đoàn cùng đứng hát kinh vinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Người đã dùng ông Môi-se, tôi tớ người
tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta vẩn quản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhan người đêm này, để người quay vượt quyền lợi tôi tớ người và quyền lợi Israel dân người, ngày này qua ngày khác. Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Ai xanh đường hơi thơm
người tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta trong Đức Ki-tô, từ cõi trời người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhân người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của người, theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta là nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta hằng người khen ân sủng rằng người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu, trong thánh tử nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo đường ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta biết được thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây là cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi người khen vinh quang người trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa Thánh Thần là bảo dưỡng phần chứng gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để người khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thank you.
Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Qua vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải tìm mất mạng sống thì nào có lời gì? Còn người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Con người, vì con người sẽ gửi đến trong vinh quang của Cha người cùng các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng biệt họ là. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Trọng kính quý cha quản hạt, quý cha cố trọng tuổi và quý cha cố trẻ tuổi, quý cha quản hạt đầu lễ ngài thư, nhờ quý cha, quý thầy, quý thị, quý ông bà cố, quý chức, quý khách xa gần và khách đi cộng đoàn, hai giáo sứ đồng quý và giáo sứ lục phương. Trong những ngày này, đối với giáo phận Bùi Chu của chúng ta đang có một đợt huyên chuyển các cha. Ở số các cha mới được Đức Cha chuyển chức linh mục vào ngày 24 tháng 10, các ngài đi nhận nhiệm sở ở các cha phó, các sứ đền thánh hay sứ quản hạt. Và trong một tuần vừa qua thì 21 cha huyên chuyển đến nhận nhiệm sở ở các giáo sứ. Việc huyên chuyển các cha sứ hay là các cha là một sinh hoạt tôn giáo bình thường trong giáo hội. Và trong thời gian này, vì nhu cầu mục vụ, Đức Cha Thomas giám mục giáo phận, ngài sau khi đã cầu nguyện bàn hỏi vì lợi ích của các cộng đoàn, vì lợi ích của chính các cha, để phù hợp với điều kiện, với khả năng để làm vi danh Chúa phục vụ các linh hồn, ngài cũng đã thuyên truyền. Và có thể nói trong suốt những ngày vừa qua, các cha trong giáo phận ít ở nhà và đi lễ tạ ơn, để cầu nguyện ở lễ nhận sứ của các cha trong giáo phận giáo hạ. Và ngày hôm nay, cộng đoàn chúng ta quy tụ về đây trong ngôi thánh đường sinh đẹp của giáo sứ đồng quý này để hiệp dân thánh lễ tạ ơn Chúa ngày nhận sứ của ta cha tân thánh sứ Nghi Sơn Nguyễn Văn Trung, giáo sứ đồng quý của chúng ta. Trong giáo hạt tứ chủng, hôm nay có thể nói anh em linh hồn cũng còn là đại diện. Vì trong cái hạt tứ chủng hôm nay cũng có một cha để nhận sứ, một cha chuyển sứ, cho nên là các cha cũng phải chia nhau. Đúng là thì các cha trong giáo hạt hôm nay cũng phải, nếu mà không có lễ nhận sứ thì các cha cũng phải cùng với cha Y Sơn về đây với cộng đoàn để hiện dân thánh lễ. Thì hôm nay giáo sứ Nam Phương đón nhận cha Lucien Lạc Văn Phú là giáo sứ cấp thành về làm cha sứ giáo sứ Nam Phương. Đây là cha quản hạt không hiện diện trong thánh lễ này nữa, lại chủ sự thánh lễ nhận sứ của cha sứ Nam Phương. Và một số các cha trong giáo hạt cũng phải phân công nhau, kẻ ở người đi, người ở nhà để đón cha sứ Nam Phương, và một số các cha thân thiện đi với cha Minh Sơn về đây. Về tôi thì là cha hàng xóm với cha sứ Cựu Lục Phương, chứ Xuân Thủy, nên cùng với các cha và các cha cố nhà thư nữa như là đại diện cho họ nhà trai, đó là tiễn cha sứ Vinh Sơn về với sứ đồng quỹ của chúng ta. Và trong những ngày này thì chắc chắn ngay ở trong nhà thờ của chúng ta thấy đây, đặc biệt đối với cộng đoàn hai giáo sứ đồng quỹ và Lục Phương thì chắc chắn đang có trong lòng có những cung bậc cảm xúc khác nhau, phải không ạ?
Đối với bà con giáo xứ Đồng Quỹ thì có lẽ cũng đang nguôi hoa dần, phải không ạ? Nỗi buồn phải chia tay với cha xứ do Bautista của Vân Vĩnh ngày hôm qua. Là đi nhận xứ nào với bà anh chị em Đồng Quỹ nhớ nhỉ? Thứ gì ạ? Quần lạc. Xứ quần lạc to hay là Đồng Quỹ to? Quần lạc to hơn, đúng không? Đúng bà anh chị em chán đến hỏi thăm một số người và chúng con chưa thể nào quên được. Và hôm nay đã vui chưa mà cũng chưa thể vui lên được. Nó cứ nửa mừng, nửa buồn. Điều đó cũng rất là tự nhiên thôi. Vì cha con đã có với nhau hơn 8 năm trời. Là như một mục tử tài thức hết lòng xả thân vì cộng đoàn. Và trước đây một thời gian đây anh em chúng tôi thấy cá nhân tôi đã đến đây nhưng mà thấy giáo xứ Đồng Quỹ của chúng ta thay ra tổ chức rất nhiều. Thăng tiến nhà thờ trùng tu, rồi nhà xứ, rồi nhà giáo lý mới, quần viên đẹp hết sức. Có cha nói thì thai bảo về đây vừa miếng quá. Đấy, mà cha có nhiều gia đình về đây. Vâng, thì như bạn xem đảnh các giá trị tựu của chúng ta tình cảm rất đáng trân quý và cũng cảm ơn tấm lòng của anh chị em. Riêng về đại sứ Lục Phương của chúng ta hôm nay, hai anh em Lục Phương đang hiện diện đây giơ tay xem. Hai Lục Phương đang ở đồng đến người nhà thần. Vâng, thưa mà anh chị em có biết đại sứ đi chơi không? Chưa chắc. Khi lắm, có người bảo cũng bảo tiếng đứt rồi. Ngày hôm qua tối hôm qua sang thăm gia xứ Nghi Sơn từ xứ Lục Phương, nhiều người họ đang sụt sùi không những trong nhà xứ vậy mà ngay cả gốc cây quanh nhà thờ có người đang sụt sùi tiếc lắm. Bởi vì gia xứ Nghi Sơn và Văn Trung ngài đã ở với giáo xứ phục vụ giáo xứ hết mình thiếu có mấy tháng đã tròn 10 năm và có thể nói như là mối tình đầu của đời linh mục của cha Nghi Sơn rất là tốt đẹp, thành công tại giáo xứ Lục Phương. Và quý ông bà anh chị em biết rằng có một đôi nét thì chúng ta biết thấy cha xứ Lục Phương cựu bây giờ là cha thánh xứ gọi là cha nhà của Đồng Quỹ từ ngày hôm nay, mọi người to cao đẹp trai thông minh quan nhà đầu đúng không kém như cha xứ cựu của chúng ta đâu, nên là Chúa yêu thương chúng ta và tên đó công bố là thầy công bố nhân dân mình còn ưu quý cho Chúa. Và cả 10 năm vừa qua ấy, từ khi ngài chịu chức linh mục hơn một năm rưỡi ngài phó sứ miền Hải Đồng, ngày sinh năm 1977 là giáo sứ Phương Chính để thánh Phương Chính Bùi Chu. Và sau khi tốt nghiệp đại học ngài gia nhập đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, ngài được phong linh mục ngày 3 tháng 9 năm 2009. Và những giám mục Giuse Hoàng Văn Tiền có đúng một bộ đồng nghiệp này là cha xứ xứ Lục Phương từ đầu năm 2011. Và sau hơn 8 năm, ngài đã cùng với bà con giáo dân giáo xứ Lục Phương vất vả lặn lội đông tây nam bắc để rồi xây được ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy mới. Và mỗi năm ngoái đến tầm dịp này ngày 22 tháng 12 thì Đức Cha Công Ma về khánh thành nhà thờ niềm vui 3 trong 1. Niềm vui ấy mới được hưởng được chưa được năm à, mà nhiều người bảo là lần này được cha được nghỉ ngơi được thanh thản ở đây để hưởng thụ đến 10 năm rồi đã đi à, nhiều người bảo vậy. Thế nhưng mà Đức Cha thì sau khi khánh thành có lẽ là ngài đã nói nhỏ rồi, nên là cha Vinh Sơn đã luôn luôn sẵn sàng. Thế rồi hơn một tuần vừa qua từ khi nhận được bài sai, nhận được lệnh của Đức Cha thì cha Vi Sơn đây cũng như cha tụ sứ Gioan Bautista của chúng ta cũng như các cha cũng luôn luôn sẵn sàng vì đã hứa với cha Mục Rõ trong đại trị trước con có sẵn sàng vâng phục cha và hát tấn tế vị cha không, các cha đều nói là thưa con cứ và đã hứa rồi thì phải giữ thôi, mong mắng lên đường à, đến đâu là nhà ngã đâu là giờ, đến đâu là gia đình của mình. Ngày hôm qua, ngày hôm nay chắc chắn đối với cộng đoàn giáo xứ Đồng Quỹ hay là giáo xứ Lục Phương của chúng ta hôm nay đang có nhiều những cái tâm trạng khác nhau và như là những giọt nước có thể tràn ly, chỉ cần một vài người xuống chỉ chắc là có thể là bắt đầu dây chuyền. Và tôi cũng nhớ tới cái vần thơ của Thông Tâm trong cái bài gọi là Tống Điển Hành, có cái câu gọi là đưa người
ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng? Không phải chỉ là tiếng sóng ở trong lòng là sóng gì? Sóng cứ quận lên, bảo là quận lên cái sự thương tiếc, cái sự nhớ nhung, tình cảm quý mến cha con. Đấy, chúng ta tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn tất cả những mình che và thế là mong nhìn của giáo hội thật tuyệt vời. Các cha, các thầy, các tu sĩ đơn mình cho Chúa sẵn sàng xin vâng theo ý của bề trên là ý Chúa. Cần biết mà anh chị em các cộng đoàn, các giáo sứ rất quảng đại đón nhận các cha, vâng phục các ngài và sẵn sàng công tác để làm minh danh Chúa, phục vụ các linh hồn và cùng nhau lên thánh. Hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ về đây cầm hành lễ tạ ơn để đón nhận cha sứ mới, nhất là giáo sứ đồng quỹ của chúng ta. Có sự hiện diện rất đông đảo của quý cố giáo sứ quê hương của cha Tân Chánh Sứ, rồi giáo sứ tự, giáo sứ lục phương, quý chức, quý ông bà, anh chị em cũng hiện diện trong ngôi thánh đường này. Chúng ta cũng ôn lại một vài những cái kỷ niệm để tạ ơn Chúa cùng với các ngài, cầu nguyện cho các ngài, và chúng ta cũng nhớ lại những cái bổn phận rất nặng nề khi được trao phó cho các linh mục đến coi sóc giáo sứ. Chúng ta biết theo giáo luật thì có rất nhiều điều nói về giáo sứ hay về quyền và nghĩa vụ của các cha quản sứ hay là các cha sứ. Về giáo sứ thì điều 1515 viết giáo sứ là một cộng đoàn khi tô hữu nhất định được thiết lập cách bền vững trong giáo hội địa phương mà trách nhiệm mục vụ được ủy thác cho linh mục quản sứ như là chủ trăn riêng của giáo sứ ấy dưới quyền đức giám mục giáo phận. Mỗi một giáo sứ có một cha sứ và vị chủ trăn riêng. Nên là nhiều cộng đoàn, nhiều giáo sứ khi nói về cha sứ của mình nói là cha nhà mình, đúng không ạ? Rồi ở lâu thì các cha gọi nhau là ví dụ như là cha đồng quỹ hay cha lục phương hay là cha lạc đạo, không nói tên các ngài đâu, nói một sự rất chân quý là các ngài là chủ trăn của cộng đoàn các giáo sứ. Tuy cha sứ là vị mục tử hữu hình của giáo sứ, nhưng mọi người cần ý thức rằng vị mục tử vô hình của giáo sứ là chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu là vị mục tử vô hình tối cao. Chúa Giêsu Kitô mới là trung tâm của cộng đoàn giáo sứ. Các linh mục được sai đến, được đức giám mục sai đến để nhân danh Chúa Kitô là vị mục tử nhân lành vô hình để hướng dẫn, để cùng cộng đoàn giáo sứ lên thành. Về cha sứ thì cha sứ được gọi không phần với đức giám mục và tác vụ của đức Kitô, nó hầu chu tất nhiệm vụ giảng dạy thánh hóa và quản trị đối với cộng đoàn ấy, với sự công tác của các linh mục khác và với phó tế và cả sự hợp lực của giáo dân theo những quy tắc của luật định. Và cha sứ có những bổn phận nào? Cha sứ có bổn phận dự liệu để lời Chúa được lan truyền cách quảng biển cho mọi người đang cư ngụ trong giáo xứ. Vì thế phải lo giảng dạy các giáo dân về các chân lý đức tin, nhất là nhờ việc giảng lễ trong các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, và nhờ việc dạy giáo lý ủng hộ giúp đỡ chương trình nhằm cổ động tinh thần phúc âm, kể cả trong lĩnh vực công bình xã hội. Cần phải để ý riêng tới việc giáo dục công giáo cho thiếu nhi và thanh niên ở các giới. Rồi cha sứ cố gắng để bí tích thánh thể trở nên trung tâm của cộng đoàn giáo sứ, làm sao cho mọi tín hữu được nuôi sống nhờ việc cử hành sốt sắng các bí tích, thánh kinh thường xuyên đón nhận bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Ngoài ra phải cố gắng hướng dẫn các tín hữu đức cầu nguyện, kể cả việc cầu nguyện trong các gia đình, và biết tham dự phải có ý thức và tích cực và các công việc là phục vụ. Rồi để chu toàn chức vụ chủ trăn, cha sứ tìm cách hiểu biết mọi tín hữu đã ủy thác cho mình chăm sóc. Vì thế cần đi thăm viếng các gia đình san sẻ lo lắng chu tư, nhất là tăng tóc của các tín hữu, và để an ủi họ trong Chúa nếu họ có lỗi lầm gì,
phải sửa vào họ cách khôn khéo. Đối với những bệnh nhân đó, nhất là những người gần chết, hãy dốc hết tình bác ái với họ, tăng cường sức lực cho họ bằng các bi tích và phó thác linh hồn họ cho Thiên Chúa. Hãy đặc biệt ân cần theo sát những người nghèo khổ, bệnh tật, những người cô đơn, những người bị lưu đày và tất cả những người đang trải qua những khó khăn đặc biệt. Ở cha xứ nhận biết và thúc giục mọi tín hữu giáo dân góp phần tin của họ vào sứ mệnh của giáo hội bằng cách cổ động các hội đoàn nhằm mục tiêu tôn giáo. Hãy cộng tác với giám mục của mình và với linh mục đoàn của giáo phận và làm sao cho các tín hữu duy trì sự hiệp thông trong giáo xứ và chính họ tự cảm thấy họ vừa là phần tử của giáo phận, vừa là phần tử của giáo hội phổ quát, và để họ tự dự phần cũng như nâng đỡ trong hoạt động làm gia tăng sự hiện thông ấy. Bổn phận của các cha xứ như chúng ta biết ngay trong đọc bài sai cũng như trong giáo luật quy định rất là lớn lao, rất vinh dự nhưng rất là nặng nề. Thay mặt Chúa để giảng dạy, để thánh hóa và để quản trị. Trong một gia đình, quý ông bà anh chị em thấy là như người cha, người mẹ có 3-4 người con, phục vụ 4 người mỗi tính, 4 hết đã khó. Huống chi là các cha xứ giống như là dâu trăm họ, nghìn họ, làm sao có thể vừa lòng hết được. Các cha phải làm với lương tâm trách nhiệm trước mặt Chúa, với phần lỗi của mình và phần lỗi của các tín hữu. Và khi làm với lương tâm trách nhiệm với tất cả khả năng của mình, thì các cha mới có thể an lòng. Thế nhưng khi làm với bổn phận của mình, thì cũng khó tránh khỏi những người đẩy người khác vì trăm người trăm ý. Nên làm cha xứ, làm cha sở cũng có những cái nỗi khổ mà chỉ có Chúa biết, và chỉ có Chúa là niềm vui, Chúa là nguồn an ủi. Và khi qua đi rồi thì chúng ta mới cảm nhận được cái tình Chúa, tình người và sự hy sinh của các cha xứ dành cho cộng đoàn của mình. Mình cũng có một cái bài gọi là thơ sưu tầm về nỗi khổ của cha sở, xin được đọc lên để gương bài cho em cũng cảm thông và các viên cầu nguyện cho cha thân chính xứ của chúng ta từ ngày hôm nay trở nên thành viên của gia đình giáo xứ, trở nên người cha, người thầy, người mục tử để cộng đoàn chúng ta mỗi ngày một thăng tiến. Làm cha sở ôi thật là khổ, nếu hòa đồng bị than thở không yên, còn khương nghị bị chê hiền khó tính, khi giảng dài bị cho là tra tấn, giảng ngắn gọn thì bị than thở qua loa, làm việc xông pha thì bị chê là mày mẽ, đơn giản sơ mi tức là quần áo đơn giản sơ mi thì bị nói là trẻ hóa, sống chiêm niệm bị đánh giá thấp ở nhà, không rượu không chè thì bị coi là dữ khách, có chút rượu bia thì bị lên án là rượu chè. Nếu nghỉ ngơi lại bị chê làm biếng, còn siêng năng làm thì mang tiếng bao sân, chịu khó tiếp dân thì bị coi lời cầu nguyện, còn ít tiếp dân cha mang tiếng quan liêu, làm việc năng nổ thì bị xếp loại kiêu, giáo xứ có về gì lại mang tai tiếng là yếu, làm cha sở hôi thật là khổ, nhưng khổ sở là quân của thế gian. Vậy xin cha chớ vội than van, còn niềm sợ tức là còn khổ sở, vì những niềm đau và biết bao gian khó, đang mong cha xoa đoạn mối tình trời, đem phúc âm cho nhân thế nơi nơi, cho nhau vui mang tiếng cười cứu độ. Còn niềm sợ nghĩ là còn bóng tối, cần nơi cha nguồn cội suối tâm linh, soi chiếu đường ánh sáng tin mừng, cho rạng ngời ánh thiểu quan chân lý. Còn niềm sợ còn nhiều điều suy nghĩ, còn lo lắng còn nặng gánh khổ sầu, nào ai hiểu làm linh mục dễ đâu, khi giáo dân luôn khẩn cầu ơn thánh. Còn niềm sợ còn nặng quan gầm gánh, lúa chín mênh mông thiếu vắng thở tàn, khôn ngoan thánh thiện sức khỏe dẻo dai, đem ơn Chúa xuống mọi nơi mọi chỗ. Làm cha sở cho dù rất khổ sở, cũng là đường luôn rạng rỡ thân hoa, khổ vì yêu vì trách nhiệm công an,
là mục tử dưỡng nơi tòa Thiên Chúa, là cha sở hơn muôn vàn khổ sở, cha là người Chúa muôn thuở yêu thương. Mời các công đoàn chúng ta đồng về chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương dân người và ban cho họ các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn này, xin chúng ta dâng lên người các ý nguyện của chúng ta. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa cho hội thánh hiện thế của Đấng Kitô, vẫn có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, để hội thánh được xây dựng và phát triển trong sự hiệp nhất. Bye.
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca toàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Các đấng bậc
quý vị anh thân nhân cũng như các thành viên trong cộng đoàn chúng con và chúng ta gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa tìm đời sống này như người. Xin Chúa cầu như đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người. Tại vì các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy đừng và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đầu hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa Lên Sai Bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh đông đồ và toàn thể các thánh đã sống được bằng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi thánh thương và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế những người đây chúng ta đang nguyện rằng.
chúng ta cùng lạy cùng. Lạy Chúa như lễ tạ ơn chúng con đã dâng hiến và dâng thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những phần thân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Chúng con xin kính mời ông. Trọng kính cha quản đạo, quý cha cố và quý cha, kính thưa quý thầy, quý dì, quý cố, quý hội đoàn phục vụ, các giáo xứ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Lời đầu tiên, toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đồng Quý chúng con thân hoan chào mừng cha tân chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Văn Trung kính mến. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay thật rộn rã để chào. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Thánh Đi Sơn Quan Thầy, vì muôn ơn lành Ngài đã thương tuôn đổ xuống trên cộng đoàn giáo xứ chúng con qua Đức Cha Thomas. Thiên Chúa đã cử đến cho chúng con vị mục tử mới là Cha Linh Sơn để hướng dẫn và đồng hành cùng giáo xứ chúng con trên hành trình đức tin, hiện diện và chia sẻ đời sống thường nhật, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng chúng con. Đây là phúc lộc lớn lao mà Thiên Chúa đã thương ban xuống trên giáo xứ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đoái thư ghé mắt nhìn đến giáo xứ của chúng con và luôn đổ xuống trên trang tân thánh xứ muôn vàn ơn lành hồn xác để qua những công việc mùa vụ của cha giáo xứ của chúng con mỗi ngày một thăng tiến thêm về mọi mặt, thêm hiền nhất và yêu thương hơn. Chúng con cũng xin cảm tạ sự hiện diện đầy thân tình của quý cha quản hạt, quý cha cố và quý cha của hai giáo hạt Ngọc Đại và Thế Trùng và giáo xứ Lục Phương. Vì tình nghiên đới với cha xứ Kinh Sơn cũng như vì tình cảm quý mến dành cho giáo xứ chúng con, quý cha đã đến hiện diện dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cha xứ và giáo xứ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tuân đổ muôn ơn lành trên cha quản hạt và quý cha cùng xin cảm ơn quý thầy, quý dì, quý cố, quý ban, ngài đoàn thể đã cộng tác cùng giáo xứ chúng con để thánh lễ nhận sứ của cha xứ chúng con hôm nay được diễn ra rất trang trọng và sốt sáng. Chúng con cũng xin cảm ơn những tình cảm quý mến mà quý ban, hành giáo và các cộng đoàn giáo xứ Lục Phương đã dành cho cha xứ Vinh Sư của chúng con. Quý vị đã đưa chân cha Vinh Sư điện sở mới đến điện sở mới và hiện diện các chân tình hiện thông trong thánh lễ nhận sứ của cha. Xin Chúa chúc lành quý vị và gia đình. Giáo xứ cũng xin cảm ơn các dâu, các đoàn hội nhà đẹp nhất, hội ca đoàn, hội trống và hội bát âm. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương đã cộng tác với chúng tôi trong việc an ninh trật tự. Một lần nữa, giáo xứ chúng con xin chân thành
tri ân quý cha, quý thầy, quý dì, quý hội đồng mục vụ, các giáo xứ, quý khách và cộng đoàn hiện diện. Sau cùng chúng con xin được gói cho tâm tình hân hoan vui mừng tri ân cảm tạ của chúng con trong bó hoa tươi thắm. Xin dâng lên cha tân chánh xứ Vinh Sơn, xin cha đón nhận tấm lòng đơn sơ chân thành của chúng con và chuẩn bị mùa Giáng sinh Chúa đến, đón mùa Chúa đến đó với mọi người và mọi gia đình. Chúng con xin hết lòng cảm tạ. Yeah.
trong việc tiến trang từ hòa đón con trong ngày hôm nay. Và quý gia cố tận trên nhà hiếu cũng nhận lời và đến cầu nguyện cho con. Quý cha trong giáo hạt là đạo ở đây cũng như giáo hạt là tứ trung, và con cũng đã được đồng hành với các ngài trong những năm qua, và cả những quý cha rất thân mến anh em cũng đã hiện diện cho cái ngày hôm nay. Chúng con xin cảm tạ các đấng thật là nhiều. Xin Chúa gìn giữ các đấng trong sức khỏe, bình an và vui tươi phục vụ, sẽ đồng hành với con và chúng con và chúng con. Tôi đang tôi chạm vào tay để ta cảm ơn chúng ta. Chúng ta cũng phải nhớ đến và cảm ơn quý sư, quý thầy, rồi quý chức của hội đồng, quý chức của tổng đoàn và hội đồng giáo thứ hai, giáo sứ là đồng phương khách và giáo sứ đồng quý chủ nhà, rồi quý liên tông huyết tộc của cha mới là tất cả mọi người cũng hiện diện với sự yêu thương và cầu nguyện để chúng ta có những buổi lễ nhận sứ và tạ ơn rất tốt đẹp và xuất sắc hôm nay. Rồi chưa đến xin được đôi lời với giáo sứ đồng quý nơi mới mà cha đang hiện diện ở đây. Lời đầu tiên là xin được trân trọng và xin được kính chào tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo sứ đồng quý rất là thân mến này. Chúng ta cùng chào qua đây. Gọi là vâng lời trọng ơn buổi lễ, tất cả chúng ta đều vâng lời Chúa và ý Chúa được thể hiện qua sự sắp xếp của bề trên, cho nên có lẽ là ý Chúa, ý bề trên cũng khéo léo cách nào đó hữu duyên thì được gặp nhất thành ra. Cha rất là vui mừng khi về với bà con giáo sứ đồng quý với ngôi nhà thờ như cha giảng thuyết nó xinh đẹp, không lớn không nhỏ, cổ kính chắc chắn. Nên là ơn Chúa cho ta là hữu duyên, rồi ta rất là hiểu và rất cảm động trước cái tình cảm khó diễn tả trong những ngày qua và quý ngoại chị em. Cha nghĩ là chúng ta hai giáo sĩ giáo sứ đồng quý và đồng phương với ngày hôm nay cũng căng thẳng và mệt thật, đang khóc nó được mắc cười cười một xì thôi. Thế thì còn những ai mà còn những giọt lệ thì cha cũng đã an ủi và cha mới nếu mà được vinh dự và được gọi là thấm nước mắt cho các quý cụ ông bà anh chị em thì cha rất sẵn lòng. Còn giáo sứ đồng phương thì cũng cạn nước mắt rồi, nhưng mà ngày mai có người lau sạch nước mắt cho. Thầy quý ông bà anh chị em có những tình cảm rất chính đáng, biết ơn cha sự tiền tiền kia, cha Choan Panisita rất là trọng công. 8 năm cô hơn kia hơn người qua ở ngài là rất là gọi là tâm huyết đấy, rồi cũng vất vả tính toán lo liệu, thì chúng ta cùng công tác mới được thấy ngôi nhà giáo lý đã hoàn thành. Quân viên xung quanh nhà thờ, trong ngoài nhà thờ chỉnh trang quân viên đẻ đẽ, nhà thờ nhà sứ, đây là cái công trọng của ngài. Chúng ta hãy nhớ ơn của ngài và tiếp tục công nguyện cho ngài. Rồi thì ngày hôm nay thì cha đến đây cũng với các tỉnh đó cũng trân trọng những các cái công lao của các vị đã đi trước, trong đó có cha sư Tiền Điền như đã nói, rồi chúng ta cũng tri ân các bậc
tiền nhân, rồi các quý vị ân thân nhân cũng cùng chung tay với chúng ta gây dựng bồi đắp và cho chúng ta được có cái thành quả giáo sĩ đồng quý rất đẹp đẽ như thế này. Rồi kính thưa quý ông bà anh chị em đồng quý, thôi được kể từ hôm nay thì mình về một nhà thì có gì thì hiểu điều và bảo nhau thôi. Với sự vâng lời trong yêu thương thì mong ông bà anh chị em cùng tiếp nhận cha, cùng với nhau chúng ta sẽ hân hoan tiến bước trong một giai đoạn mới trong việc xây dựng một cái mái ấm thắm tình Chúa đời tình người. Làm sao mà tin mừng yêu thương phải được sống và được lan tỏa để anh chị em, nhất là anh chị em chưa đồng tôn giáo với chúng ta thì cũng sẽ nhận ra tin mừng trong cách sống và cách sinh hoạt của chúng ta. Rồi mọi niềm vui nỗi buồn của anh chị em trong đời sống, cha sẽ rất lấy làm hạnh phúc khi được đón nhận, được sẻ chia và được cảm thông. Và tin rằng giáo sứ đồng quý của truyền thông là rất là có lòng tha thiết với quê hương xứ sở. Và những con người nơi đây thì cha hy vọng những năm tới sẽ được sống với bà con, sẽ là những khoảng thời gian của những ân tình ân nghĩa, của ân tình. Và cha khát khao được cảm nghiệm sự bình an, sự hiểu nhất và yêu thương của bà tin mừng cho cộng đoàn này. Nếu mà bà con đồng quý mà vơi vơi bớt sầu rồi bớt dòng mẹ rồi thì xin mừng vui và chẳng qua tay. Còn đối với quý bà anh chị em đến từ giáo xứ Lục Phương rất thân mến, cảm ơn quý chức cùng quý ông bà anh chị em đã sang lại đến đây qua cây cầu lớn nhất tỉnh Nam Định, vừa bắc qua sông không phải đi đò đâu, cầu để bà đến tận nơi nhiệm sở để biết cái nơi mà cha sẽ đến. Lời mời năm qua là từ trong con tim cha xin được ghi nhận những tình cảm rất chân thành của quý ông bà anh chị em. Cảm ơn bà con đã thấu hiểu và cộng tác cái tích cực của cha trong việc dựng xây và thăng tiến cộng đoàn đức tin và hiểu nhất. Cảm ơn tất cả mọi người cùng các quý vị ân thân nhân đã quảng đại giúp đỡ cho việc chung cũng như bản thân cha trong những việc lớn nhỏ. Nhờ ơn Chúa thương mà chúng ta đã gây dựng được một giáo xứ tạo bình an tốt đẹp với những cơ sở vật chất tương đối trong toàn xứ tương đối ổn định. Hy vọng với đời sống đức tin sâu đậm nữa, anh chị em sẽ còn tiến xa hơn trong việc sống và lan truyền đức tin cho nhiều người được nhận biết, xin được ghi khắc những tình cảm cao quý thiêng liêng mà những năm tháng cho được kể như là những năm tháng đồng đời linh hồn với những công trình đồng tay mà cha đã cảm nhận được nơi cộng đoàn giáo xứ Lục Phương. Xin được trân trọng và lưu giữ trong lòng cùng nhớ về nhau trong lời cầu nguyện cho nhau. Cũng để bày tỏ lòng biết ơn chúng ta cùng thứ của bạn chúng ta tổ chức qua đây chúng ta ghi nhận những thân thể và chắc chắn một điều rất quan trọng trong lễ hôm nay đó là rất đông anh chị em từ trong xứ
đồng quý là vậy, rồi một phương, rồi cả những tổ kè và những giáo sư anh em, rồi những các sức mừng và các bạn xã hội của chúng ta cũng tất cả những tâm lý tốt đẹp đó chúng ta như là một của lễ là chúng ta đã dân tròn trong cái lễ tạ ơn nhận cha xứ mới này. Rồi chúng ta cũng cảm thông vì tại sao hôm nay là đúng ra là tổng quỹ là một thích đẹp đó đấy, nhưng mà hôm nay không được đó là để ghi bởi vì là không phải không được mà là ta không còn thời gian nữa. Cũng vì lý do khách quan, do di chuyển trên đường có những xe không có lưu thông dễ dàng được, cho nên chúng ta đã bị trễ mất 30 phút. Cho nên mong các đoàn hội nhé, các hội kè rất đẹp, rồi các hội để trông bắt tâm để ca đoàn để chúng ta hy sinh hè năm nay mùa Giáng sinh hôm nay đấy. Và cuối cùng thì cũng đã Giáng sinh cận kề, con xin cũng hiểu ý với cha với quý chức đại diện cho giáo xứ của đồng quý, chúng con xin dâng lên quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha thần hiếu, quý cha trong hai giáo hạt, quý cha sĩ nam tứ, cố quý chức tư và anh chị em để tổ chức dồi dào quý phục Chúa và bình an trong mùa Giáng sinh này. Chúng con xin trân trọng cảm ơn quý cha và cộng đồng. Xin mời các bạn hàng đến chúng ta tiếp tục. Lời sau tôi chị em đi bình an.
Xin kính mời quý cố, quý ông bà, cha, bác, anh em, thân tộc, ngoại ngoại, như là quý bậc thông đân thân nhân và tất cả mọi người chúng ta đã đến với giáo xứ. Mình xin sự cảm thông và chia sẻ cùng với giáo xứ chén rượu nghĩa hơn. Chẳng chưa để chúng ta nói lên tình Chúa và tình anh em và thật thắm thiết đậm đà. Xin mọi người chúng ta có rượu trên bàn của chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị từ tất cả những kính quý cha cố, quý cha giám đốc, cha xứ Kiều. Hiện nay hội đồng mục vụ giáo xứ Đồng Phương và toàn thể giáo dân trong giáo xứ Đồng Phương chúng con tiễn đưa cha về giáo xứ mới. Giờ này giáo xứ Đồng Phương chúng con không biết nói gì hơn, xin kính chúc cha xứ gửi lại cho giáo xứ Đồng Quý. Và giờ này giáo dân của giáo xứ Đồng Phương chúng con xin kính chúc cha luôn sức khỏe bình an và cha chúng con trở về quê hương Đồng Phương. Tất cả các quý cha, quý chức và quý sĩ, quý thầy và cùng là anh em trong linh tông và dòng tộc cũng như nhân tộc và các quý thầy quý sĩ đã cùng trở về chung chia tình cảm trong bữa cơm trưa cùng chung vui với cha xứ chúng con và có những điều gì còn cần thiết thì cũng mong tất cả các quý vị xin được lượng thứ. Ban tổ chức của giáo xứ Đồng Phương cũng xin kính báo tất cả các cụ quý chức đã cùng trở về tới giáo xứ Đồng Quý chúng con để chúc mừng cha Tân Linh Mục Vinh Sơn đã cùng chung chia tình cảm cũng như dùng bữa tiệc chung vui trong ngày chúc mừng ngày nhân nhiệm sử sở mới của ông. Và bây giờ xin được chúc quý vị sẽ trên đường trở về giáo xứ Đồng Phương được mọi sự may mắn, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.